Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa S180A của hãng Beoler. Và đây là một trong những model mà bán chạy nhất hãng. Và cái dòng này thì nó chuyên về nhạc vàng, nghe rất là hay. Cặp loa này thì nó sử dụng là 3 đường tiếng, một bass 30 cm màng giấy, một chung 12 màng carbon và một loa chắp đôm. Hiện tại thì mình đang mở nội thất để cho các bạn cùng xem. Đây là củ lâm châm loa bát này. Tiếp đó thì mình sẽ tháo đến củ loa chung này. Đây là củ loa chung nhá. Hàng vẫn còn rất là mới và đẹp. Mình có một cặp duy nhất, cặp này khá là đẹp mới về. Bạn nào mà thích chơi nhạc vàng thì sắm ngay cặp này. Nó rất là dễ ghép các dòng âm ly và nó không hề kén âm ly. Mình đánh vào con 7.800 tiếng lên cũng rất là hay. 7.800 thì công suất của nó có 155W thôi. Mà đánh vào cái cặp loa này nó lên cũng rất là hợp. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phân tần. Đây là phân tần của loa bát này. Còn phân tần bên trên là phân tần của bát trung chắc. Đấy. Bên trong thùng thì nó có lót thêm một lớp bông tiêu âm. Để mình cho các bạn xem cái phần côn bên trong. Các bạn nhìn cái củ loa của nó cũng khá là mới. Đây là cái phần côn bên trong, côn và nhện này. Cặp loa này mình bảo hành cho các bạn là hàng đẹp nguyên zin. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào, sau đó thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn cùng xem. Thùng, lóc thùng và phía cạnh thùng và phía sau thùng nữa. Và để sở hữu cặp loa này thì mời các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0979 918 996. Bên nhà mình nhận giao hàng toàn quốc. Trong các model thì cái đôi S180A này là một đôi bán chạy nhất và nó cũng nghe hay nhất. Chuyên phục vụ dòng loa nghe nhạc vàng. Để mình quay gần lại cho các bạn xem cái màng bát của nó nhé. Beoler S180A hàng Nhật, thiết kế cao cấp, kiểu dáng mạnh mẽ sang trọng với công suất là 240W, trở kháng 6,3 ohm, độ nhạy là 95 dB, rất mạnh mẽ, uy lực. Âm thanh thì trong trẻo. Hàng Nhật ra ban về còn zin nguyên, mỗi 95%. Có chiều cao là 65, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 38. Và con này trọng lượng của nó là 25kg một thùng. Tức là cả cặp của nó là 50kg. Bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Còn bạn nào thích xem trực tiếp thì có thể ra trực tiếp cửa hàng mình tại số 20 Trường Chinh, Kiến An, thành phố Hải Phòng. Ngay gần chân cầu Liệm 1.
Phía lóc thùng của nó cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay ra phía sau thùng. Đây là phía sau thùng loa. Bây giờ thì mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử.
I got my inside out and 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 my headache won't stop. I fell to now look back at some bouncing down the wrong track. Halfway up feels like going down, but I'm getting stronger and stronger. Fantasy, you crave my body.